Với lượt trận thi đấu thứ 7 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia B Sài Gòn Cup năm 2024 khu vực miền Nam SBL S6 thì cao thủ An Nguyên Bảo và đội bóng Điện Bách Khoa Ninh Thuận cũng đang có được những thành tích rất tốt. Chúng ta đang cùng đến với đội hình của cao thủ An Nguyên Bảo. Thủ thành áo số 1 đó là Tiến Quang Nam, cao thủ áo số 4 Ca Thang, số 17 Lê Sĩ Anh, số 18 Như Hạo, số 19 Dương Khang, số 20 Trọng Nghĩa và số 68 đó là Cao Tấn Hoài. Về phía đội hình của cao thủ Điện Bách Khoa Ninh Thuận với sự mặt của thủ thành áo số 30 Lộc Mắt, cao thủ áo số 2 Thanh Thủ, số 5 Lâm Quý, số 6 Huy Đen, số 16 Thanh Lịch, số 17 Luân Sư Phụ, số 19 Hoài Nam. Huấn luyện viên trưởng của cao thủ Điện Bách Khoa Ninh Thuận đó là ông Dương Văn Tiến. Được chơi bóng lúc này đó là Cao Tấn Hoài với điểm rất quyền. Suýt nữa thì Cao Tấn Hoài đã làm nên chuyện. Cú đá bằng má ngoài chân phải có độ sảy khá tốt của Cao Tấn Hoài. Bóng đã đi qua tầm kiểm soát thủ thành Long Mắt. Làm tường không thành công. Pha xử lý vừa rồi thuộc về cầu thủ mã số 20 rất quyền. Có lẽ đó là cú đá đầu tiên và ra chân của Dương Khang. Cú đá rất quyền. Thảo Na, Tấn Hoài khoảng trống dứt điểm không vào. Những pha nã lại bác rất căng của Tấn Hoài. Thủ thành Lộc Mắt là một thủ thành không dễ để bị đánh bại trong những tình huống như vừa rồi. Chưa đủ độ khó để có thể khắc phục được thủ thành bên phía cao thủ Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Biên trái lúc này đang thuộc về cầu thủ mã số 6 Quang Huy. Tấn Hoài rất quyền. Một tình huống căng ngang đầy ý đồ của Tấn Hoài. Tuy nhiên thì đã không có bất kỳ một điểm chạm nào cả. Và pha bóng rất dài của thủ thành Tiến Quảng Nam và độ chính xác cũng là rất cao. Vật rất quan trọng của cao thủ bên phía đội bóng Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Vừa rồi là một pha chạm bóng khá tốt của Lâm Quý. Tấn Hoài quá người, Tấn Hoài. Làm gì đây, Tấn Hoài không vào. Đường căng ngang của Tấn Hoài đã bị bắt ngoài. Lâm Quý. Điện Bách Khoa Ninh Thuận lúc này đang thi đấu ép sân. Và bắt bóng không an toàn của thủ thành Tiến Quảng Nam. Đã có những lời qua tiếng lại giữa Tiến Quảng Nam và Sĩ Anh. Dường như đó là tình huống mà hai cầu thủ này đã không hiểu ý. Hoài Nam dọc biên rất hay. Cơ hội dành cho cao thủ Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Và căng ngang của Trung Nhóc. Vừa rồi là pha bóng mà Hoài Nam đã chủ động dứt điểm kỹ thuật nhưng không thành công. Thanh Thủ. Quang Huy kịp không? Không được. Những pha xử lý rất lắc lẻo của Quang Huy. Quang Huy cũng đã từng lập công dành cho cao thủ Điện Bách Khoa Ninh Thuận trong trận đấu với cao thủ Nghiêm Phạm Hậu Đình với pha xử lý tương tự như thế này. Nhưng lần này thì trái bóng đã trôi đi ra khỏi tầm với của anh. Rất chống chạy và cơ hội dành cho cầu thủ Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Cơ hàng thủ của cầu thủ An Nguyên Bảo đã ở đâu trong đấu vừa rồi? Họ dường như là bỏ quên Minh Thảo. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha bóng này. Không một ai theo kèm đối với Minh Thảo cả. Và nếu như sáng suốt hơn, Minh Thảo hoàn toàn có thể tung ra đường truyền dành cho đội trưởng Trung Nhóc. Nhưng lựa chọn dứt điểm cũng là hợp lý rồi. Huy Đen. Đường truyền dài của Huy Đen đã đâu? Có vào. Đó là pha xử lý của Trung Nhóc. Một pha chạm bóng rất tinh tế của Trung Nhóc. Nhưng chạm bóng đã không đi vào phạm vi khung gỗ thủ thành Tiến Quảng Nam. Huy Đen đã cắt bóng thành công. Và bóng trở lại ca thủ Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Đây rồi. Lại bên đây. Cơ hội không vào. Cú đá của Tân Phú. Phạm Kính.
Phạm Kính đang được đặt kỳ vọng rất nhiều dành cho cao thủ An Nguyên Bảo. Đá chân không được. Cú đá khá tốt của cầu thủ mang áo số 19 Dương Khang. Động tác giả bằng chân phải và sau đó là tình huống dứt điểm bằng chân trái. Khi mà lúc này người đã bám anh đó là Lâm Quý, kịp không? Bóng vẫn còn trong cuộc chơi. Minh Thảo làm gì đây? Căng ngang không vào. Hoàng Ngô Sĩ Anh. Một tình huống mà cầu thủ mang áo số 17 đã đọc bài rất nhanh. Hãy cùng theo dõi lại pha tăng tốc của Minh Thảo đã bỏ lại phía sau Văn Dương. Và sau đó là một tuyển căng ngang. Cánh phải đang là Tấn Phú. Cú sút đã không còn rồi. Trung Nhóc đối mặt với Sĩ Anh. Trung Nhóc đưa chân. Rất đông cao thủ An Nguyên Bảo đã kịp thời lưu về. Sĩ Anh rất vất vả. Vẫn tiếp tục là cao thủ điểm bắt khoản Ninh Thuận. Hứa Tấn Phú. Hủy đen có. Và đó là pha lập công của ngôi sao trẻ Hứa Tấn Phú. Xuất hiện hai trận trong ngoài áo của cao thủ Điền Bách Khoa Ninh Thuận. Và cả hai lần Hứa Tấn Phú đều đã lập công. Và đều là những bàn thắng cực kỳ quý giá và quan trọng dành cho Điền Bách Khoa Ninh Thuận. Dành cho Điền Bách Khoa Ninh Thuận để họ xây chắc vị trí thứ ba. Và đó là pha kiến tạo của Huy Đen. Đã có rất đông cao thủ An Nguyên Bảo ở trong hũ vừa rồi, nhưng họ đã không thể kiểm soát được Huy Đen và Hứa Tấn Phú. Lúc này những người vui nhất có lẽ là các khán giả Ninh Thuận. Coi không được. Chỉ còn ít phút nữa thôi. Chính xác là vài giây nữa thôi. Coi không vào. Phản công dành cho cao thủ bên phía đội bóng Điện Bách Khoa. Dấu chấm hết dành cho An Nguyên Bảo FC. Và người lập công đó là cầu thủ áo số 11 Minh Thảo. 2-0 là kết quả chung cuộc trong cuộc so tài giữa cao thủ Điện Bách Khoa Ninh Thuận và An Nguyên Bảo FC. Đòn kết liễu đến từ đôi chân của chàng trai mặc áo số 11 Minh Thảo. Một nữa thì bao lầy bên phía đội bóng An Nguyên Bảo FC đã không thành công. Xin được chúc mừng cao thủ Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Họ đã có được một chiến thắng quan trọng và có được 3 điểm ở trận đấu này. Xin được chúc mừng cao thủ Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Và xin được cảm ơn màn trình diễn xuất sắc của đội bóng An Nguyên Bảo FC. Đội bóng An Nguyên Bảo đã không có được sự may mắn đồng hành trong trận đấu ngày hôm nay. Xin được chúc cho cao thủ An Nguyên Bảo Điện Bách Khoa Ninh Thuận thật nhiều sức khỏe và có được kết quả tốt ở lượt trận đấu tiếp theo. Đến lúc cảm ơn và trân trọng kính chào.